sẽ là người mẫu đẹp nhất ở đây? Là tôi. Ai sẽ là người mẫu thần thái nhất ở đây? Là tôi. Ai sẽ là người mẫu chân dài nhất ở đây? Là tôi. Trộm vậy? Network nó phải chéo chéo như vậy đó. Đây còn là mới học nghề thôi. Còn Verdet ra nữa. Còn cô giáo Verdet. Bắt đầu. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi đừng có đèn quá, đừng có đèn ở đâu, đừng có đèn ở đâu. Ôi da. Mọi người tắt nhạc, tắt nhạc đi. Trời ơi, tập biết bao nhiêu lần rồi mà đi không được là sao? Dạ. Đè cái đầu đó. Ủa ai đây? Ai mà như con quạ vậy? Ủa? Cho em hỏi, có phải là các thầy cô ở Học viện Đào tạo Người Mẫu không? Nó đó. Chúng tôi là những giảng viên, nói chung là đi nước ngoài đào tạo mình có đề cách quá. Ở Việt Nam không ai làm lại tụi tôi. Là người mẫu là sẽ có về tạo dáng với ống kính nè. Rồi bước đi về diễn xuất. Em nghĩ là thầy là về nụ cười đúng không? Diễn xuất trước ống kính. Về nụ cười. Thầy hãy diễn cảnh đám ma coi. Cảnh đám cưới. Cảnh đám dỗ. Cảnh đám thôi thôi. Cảnh đám sinh nhật. Cảnh đám đông. Đó, vài nét. Wow. Còn nét đây. Nào cũng y như nét nào này. Còn cô? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một người chuyên đào tạo về cowork. Những cái bước đi, những cái thần thái. Và đôi chân của tôi thì làm gì? Làm gì? Ủa sao có ba gan mà? Đâu phải thời xưa ba chú ba gan đi đựng vàng đâu mà chân nào chân ba gan. Chân tôi 1m3. Tính luôn dài độn nha. À, tính dài độn hả? Rồi. Còn thầy này dán nè. Dáng này dáng chuẩn, dáng ngon nè. Em phải biết đó, để trở thành người mẫu á, cái tạo dáng là rất quan trọng. Ví dụ em đứng cạnh một đồng hoa, em phải tạo dáng cho làm sao người ta biết đấy là một đồng lúa. Em hiểu không? Như vậy nó mới độc. Mà muốn làm được như vậy tới với thầy. Vậy bây giờ thầy đang... chuyên về tạo dáng. Thầy đang tạo dáng gì đây? Ví dụ đây là một đồng lúa. Đồng lúa, rồi. Gì vậy thầy? Dáng này là dáng gặt lúa. Ok, hay quá. Đó. Wow. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nói chung chúng tôi là những người chuyên về người mẫu. Catwalk. Em ước ao được vô cái học viện này lâu lắm rồi. Không ai có thể qua mặt chúng tôi hết. Không có ai. Tất cả đã bị bắt. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Tất cả đã bị bắt. Trời ơi. Mời đúng không? Mời cậu đúng không? Ba cô cậu đã bị bắt. Giơ hai tay lên trời. Tôi là cảnh sát thời trang. Trời ơi. Cảnh sát thời trang. Giờ này tôi đọc trên mạng ba đứa lừa đảo. Trời ơi. Lừa đảo. Em chuyên mở học viện Catwalk. Tôi đi lừa tiền cậu bởi vì nghĩ là ba con người này mà làm sao học kết quốc được. Đây là nhân viên bằng sale tiệm răng. Không có cái hàm răng đó không? Nó chỉ có làm răng thôi. À, đen tít đó hả? Nó dụ cậu, nó đi bán răng. Đây, nhân viên mai táng. Em ơi, mai táng. Như vậy, khuôn mặt buồn như vậy, chỉ làm những công việc đó thôi. Wow. Còn đây, bán hàng đa cấp. Cô gái này lít hai cậu này. Trời đất. Lừa đảo cậu định lấy một số tiền đấy. Thôi đi. Nè. Cô nói cô là cảnh sát thời trang, cô chứng minh cô thời trang thế nào? Đúng rồi. Đi ra. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi! Trời ơi! Wow! Trời ơi! Wow! Trời ơi! Trời ơi! Diễn chứ bạn! Trời ơi! Wow! Hay quá! Wow! Sư phụ! Tôi cảm ơn các con! Trời ơi! Tôi cảm ơn các đồ đệ ngày hôm nay đã bái ta làm sư phụ. Thật ra tụi em là không có lừa đảo gì hết. Tại vì mê làm người mẫu quá cho nên mới lỡ dạ vậy thôi. Mong chị thông cảm. Không, chị biết mà, chị cũng đùa phải mà. Ôi, dạ, chị đùa. Tôi phải cảnh sát thời trang gì đâu. Chị là một trò đùa trong này thôi. Trò đùa thôi. Trời ơi, chị xàm cái vậy. Thật ra thưa quý vị, đây chỉ là một màn chào đầu thật là vui. Vui không? Vui mà. Để đem lại tiếng cười cho quý vị khán giả mà thôi. Và bây giờ hân hoan chào đón quý khán giả đến với chương trình À Đúng Rồi. Ngày hôm nay thì chương trình chúng tôi có hai khách mời rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Đầu tiên đó chính là ca sĩ Will và siêu mẫu Võ Hằng Yến. Wow. Đến với chương trình
đã đúng rồi thì chúng ta hãy chọn cho mình đội trưởng thế nào. Hiếu là một người nói rất là nhiều mà nói nhiều mà vô gặp team nói nhiều nữa thì chắc là ủa ở đây ai nói nhiều vậy ta? Ai nói nhiều nhất? Ai nói nhiều nhất vậy? Ai thì nói 24/24 không cần thở. Chỉ có một người duy nhất mà thôi. Ai vậy? Nhân viên phòng răng. Trời ơi. Nói ghét mà răng nó mòn luôn. Không, mà rất là ngưỡng mộ luôn. Mọi người ơi đó. Trời ơi. Will với Lâm là hợp. Đúng rồi. Mình là cái team mập. Hai đứa mập với nhau rất là hợp. Không, nếu mà team mập tới ba đứa là bây giờ là mình đã chia đội rồi ha. Xin mời tên đội. Chúng tôi là những nam thần sinh năm 89. Hai đứa mình là rắn, chúng ta là hanh xà bạch xà. Tôi không tin luôn. Các bạn đã được sống thật với con người mình rồi đó. Yeah. Yes. Đội của chúng tôi là đội tay không bắt rắn. Trời ơi. Đội của mình là ai lên đây và ai vào trong? Lâm chỉ thông minh tốt không? Không nha, vậy Lâm sẽ vô trong. Ok Lâm. Rồi, cố lên, ai cha cha cố lên. Chọn ra chính tắc. 30 giây ghi nhớ bắt đầu. Nhớ rồi. Quá hay. Mời Lê Dương Bảo Lâm. Tôi đã tới đây. 30 giây truyền đạt bắt đầu. Hết giờ rồi, bây giờ là gì? Thôi không, không phải lắm. Trời ơi. Không phải đâu, không phải đâu. Khỉ không phải lắm. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Khỉ hôi lắm. Hết giờ rồi. Trời à, ơi. Cái gì? Ơi. Gì mà hai bị hôi ở đây? 30 giây bắt đầu. Rồi lấy chim nè, lấy thằng lấy chim. Lấy chim đâu, đi bán cái gì? Lâm ơi, Lâm bán cái gì vậy Lâm? Mọi người ơi, hôm nay chúng tôi bán cái gì vậy? Lâm bán cái gì? Trả lời coi, nói chuyện không tôn trọng cái khác vậy? Nói chuyện không trả lời là không tôn trọng hay chưa? Nói đi, bán cái gì? Ủa là không bán là con mua đồ. Trong bất biến. Trời ơi không được bao giờ cái gì nữa. Bán cái gì? Bán cái gì? Không bán cái gì nhà người ta mua cho. Không bán luôn. Hết giờ. Câu chuyện là gì? Câu chuyện là bạn nó kể với tôi là cho Vy lên với. Thôi ai cho bước xuống. Bước xuống. Lì cái bé đẹp mặt y chang đang trường. Bạn nó kể là mẹ mua cho con heo đất. Ý a. Mẹ mua cho con heo đất. Ý à. Mẹ mua cho con heo quay. Heo quay hả? Đang heo đất mà qua heo quay luôn. Heo quay. Rồi. Khi mà con heo quay vừa ăn nó kêu đừng ăn tôi để tôi đẻ rồi ăn tôi. Nó đẻ ra con heo con. Con heo quay mà còn đẻ được. Nó đẻ được. Câu chuyện sao câu chuyện gì mà nó phi lý hùng công hậu vậy? Tất cả đều có lý ở A đúng rồi. Đều có lý. Đúng. Mà hứa đều có lý hết. Rồi cái con heo đẻ ra nó nói là Hoàng Yến hôi không. Rồi cái con heo quay nó là Hoàng Yến là không hôi lắm. Sau đó Hoàng Yến xuất hiện. Hỏi tụi bay hiểu không? Thôi tới đây là hiểu rồi. Trời ơi. Xin phòng máy cho kết quả. Đầu tiên là mẹ mua cho con heo đất. Y a y a a. À đúng rồi. Rồi mẹ mua cho con heo quay. Quay là con heo quay. À đúng rồi. Đang ăn con heo đang cắt ra nửa chừng thì con heo nó đừng ăn tôi nữa, đẻ rồi ăn tôi. Đó, đẻ ra heo con. À đúng rồi. Tự nhiên con heo con nó tốt rồi rằng chị ơi Hoàng Yến hôi không? Con heo là tên là Hoàng Yến hôi không? Có hôi không? Hôi không. Thử à đúng rồi. Rồi cuối cùng nó nói là Hoàng Yến hơi chua thôi chứ không hôi lắm. Không hôi lắm. À wow. Đúng rồi. Này quan trọng nè, không nói nữa, tự mở đi. Hiểu không? Hiểu không? Không hiểu rồi. Là kêu là con khỉ hôi không? Con khỉ không hôi lắm, bông hoa không hôi lắm, hiểu không? À trời cái chữ hiểu không đó, tôi tưởng là đang hỏi tôi hiểu không? Rồi mời về. Tôi hỏi hiểu không? Chương trình này gài lắm. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.